Ok xin bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Thắng. Yeah. Thì cái video trước ấy, mình đã tìm ra cái hang của Pearl. Mình không biết phải của Pearl không, không biết là của ai. Nói chung là trong cái hang này có rất nhiều kim cương, ngọc, lục bảo. Nhưng mà Thắng vẫn không quên cái nhiệm vụ là đi sửa cửa cho cái ngôi làng bị bỏ hoang. Đấy, nhưng mà có mỗi cái ngôi làng bị bỏ hoang thôi mà Thắng kéo dài tận mấy tập liền. Không phải đâu, tại vì là cứ định đi giúp dân làng ấy thì lại gặp mấy cái cản vật cản khác đấy. Đang đi chặt gỗ thì để gặp ngay cái hang kim cương này, vui quá bỏ luôn ấy. Nhưng mà thôi, hôm nay Thắng sẽ tiếp tục đi sửa cửa với cả cửa sổ cho dân làng nha. Ok, let's go các bạn ơi. Thắng nhớ ra một điều nè, ở trong rương của Thắng có rất nhiều gỗ ở bên dưới cái thế giới địa ngục ấy. Vì cái video trước ấy mình chặt rất là nhiều luôn, nên là bây giờ Thắng sẽ chế tạo ra cái cửa sổ. Đấy, các bạn thấy chưa, cửa sổ bằng gỗ địa ngục. Thế này có bọn nào mà xâm chiếm người xấu định ăn trộm ăn cắp nha. Nhìn thế này thôi, nhìn nhà của ông ấy, ông dân làng ấy, thấy mấy cái cửa sổ mà bằng như này là sợ ngay. Tưởng tượng ra là mấy ông dân làng đã xuống cái thế giới địa ngục quánh nhau ở đây, sợ thế là không dám bắt nạt mấy ông dân làng nữa. Rồi, ok, thì bây giờ xong rồi nha. Cái nhà thờ này vậy là đã xong cửa sổ, cửa chính hết rồi nha. Bây giờ lại tiếp tục sang cái ngôi nhà khác. Mà bây giờ đi giúp dân làng, ông làng, ông trời trả thương Thắng gì các bạn ơi. Mấy cái ông dân này đứng tranh nhà hết cả cuối tháng này, 3-4 ông luôn. À đúng rồi, Thắng quên mất không làm giường. Thảo nào 3-4 ông tụ tập ở cái ngôi nhà của Thắng có mỗi một cái giường các bạn ơi. Mà trời thì mưa nữa, khổ quá. Chỗ này thì thiếu cái cửa sổ này. Đấy, lắp cái cửa sổ điện ngược vào. Xong rồi nha, đây là cái nhà thư viện của bác dân làng. Các bạn ơi, cái bác thương lái ở bên cạnh Thắng này. Trời ơi, bác này khổ quá. Trời mưa mà bác đấy vẫn tập tành đi bán, đi bán. Nhưng mà đấy là tại bác đấy. Bác đấy bán đất thì làm gì có ai mua. Bác kia bán rẻ xem Thắng mua ngay. Thôi xong, đây rồi. Mấy cái cửa sổ này có kính hết rồi, nên là không phải thêm cái gì cả. Chỉ cần thêm một cái lần nhà này, mới một cái cửa chính này thôi. Xong nha. Ui, thật sự có mười mấy ngôi nhà liền thế này. Ui, mà tối có cả bọn zombie nữa luôn nhá. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy gì chưa? Các bạn nhìn thấy bên trên màn hình của Thắng này có chữ The Imposter Bot đó. Và Thắng bật mí cho tất cả các bạn biết nha, đây là cái con bot mà ở cái tựa game cực kỳ là nổi tiếng luôn. Và Thắng không ngờ nó đã xen vào cái thế giới Minecraft của Thắng rồi đây này các bạn nè. Ui sợ quá, không biết là nó có tấn công Thắng không. Không biết cái con Imposter, ủa rồi, Imposter này nó là sát nhân rồi. Nó là sát nhân thì chắc chắn nó sẽ tấn công Thắng. Ui trời ơi, cái con Creep này suýt nữa thì bọn con bị con Creep này nó quánh các bạn ơi. Tí nữa thì lột toang cái ngôi nhà của Thắng luôn đấy. Mày đừng có đuổi theo anh. Mày đừng có đuổi theo anh, mày vào đây. Anh chỉ cần chém mày thêm một phát này nữa. Nào, mày vào đây. Cho mày toi mạng chưa? Một phát nữa thôi, mày chạy đi. Đấy, các bạn ơi, Thắng bảo nó chạy mà nó không chạy. Thế nó đến gần Thắng 10, Thắng quánh nó phát nó toi mạng rồi. Nó không muốn sống nữa. Mà trời mưa to quá. Ok, các bạn ơi, các bạn nhìn đây nè. Đây đúng là tên sát nhân rồi và ao. Quê lộn đánh Thắng nè. Lộn đánh Thắng, Thắng mất tận 2, 4, 6 tim máu luôn. Mà trên tay của nó ấy, trên tay của nó cầm cái thanh kiếm. Úi giời ơi, phải gọi là úi giời ơi, cái thanh kiếm khổng lồ còn to hơn cái thanh kiếm của Thắng. Mà Thắng số đen, Thắng còn hết. Ui, cái gì vậy? Các bạn ơi, hình như là có hai con sao này. À không phải đâu, có mỗi một con thôi. Nhầm, Thắng nhầm, chỉ có mỗi một con thôi. Cầm cái khiêng lên, che chắc. Và đằng sau của nó như kiểu là có một cái kính ấy các bạn ơi. Ôi, đừng có quánh em nha, đừng có quánh em nha anh ơi. Hình như là cây kiếm của Thắng nó ngắn quá nên đánh không gần tới luôn. Thế này thì làm sao mà tiêu diệt. Ui, hình như các bạn ơi, Thắng không để ý. Hay là cái con Imposter này lấy mạng hết mấy ông dân làng rồi sao? Thảo thấy văng vắng. Wow, nó chỉ cần xẹt Thắng hai phát thôi là Thắng to mạng ra đây này. Sợ thiệt đấy, nó vừa to vừa khổng lồ. Không biết cái đĩa bay nào đá bọn Imposter xuống đây. Ôi anh Creep, bây giờ anh Creep còn bắn cả Thắng nè. Không chung tay mà tiêu diệt tên Imposter kia đi, lại còn bắn Thắng thế này nè. Cái tên Imposter là nó xuống đây nó tiêu diệt cả cái thế giới. Ui thôi xong. Ơi sao cái anh bộ xương này tới sát Thắng cầm cung, mang tiếng cầm ui. Các bạn ơi, các bạn đấy xem là cái con nhện này, sao cái con nhện này nó chạy nhanh như thế này. Mày vào đây nè, mày vào đây nè. Ôi giời ui. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ui thôi lại gặp anh Creep rồi. Sao cái con nhện này nó chạy nhanh thế các bạn? Các bạn nhìn mình chạy nhanh như thế này rồi. Đấy, thấy chưa? À, wow.
đằng sau bên cạnh nó nhá. Còn một con nhện, ui con nhện đó nhìn khác hẳn cái con nhện bình thường luôn. À con nhện này, ui con nhện này kiểu biến đổi gen rồi sao? Hay là chúng độc của imposter vậy? Mày cút ra. Mình chỉ sợ cái con nhện kia thôi. Cái con nhện này là con nhện chạy nhanh phải không? Phải không? Ok, đúng rồi các bạn ơi, cái con nhện này là con nhện chạy nhanh. Nó trâu hơn cái con nhện kia. Hay là cái con nhện này đó là cái con nhện được ta? Không biết nhận gì thì nữa, nhưng mà nó cũng đã bị hạ gục dưới cái cung tên của tháng, cung tên tầm thường. Mày vào đây nè, mày vào đây con imposter này. Imposter này các bạn ơi. Nào, wow, các bạn ơi, nó trắng mặt rồi, nó quay vùng tròn rồi. Wow, hình như là nó không, ôi dồi ôi, là thấy thắng rồi. Mày chạy, ui thôi xong. Trên đường chạy thì gặp ngay một tên, ui các bạn ơi, đấy. Thắng biết rồi. Cái con zombie này là cái con zombie mới này. Con zombie này là con zombie chiến đấu này. Nó cầm cái quốc chim nó đuổi thắng như điên luôn này. Ui, hình như là người của nó có độc sao các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đúng thật là có hai con imposter nè. Đó, hai con imposter. Ui, thế này là toang toang rồi. Một con đã không tiêu diệt được rồi, mình sẽ có hai con. Chắc là phải bỏ cái ngôi làng này đi mất. Mà cái con zombie này nó bị ngáo rồi, cứ đuổi theo thắng nè. Bực bình ủa mà nó trâu lắm nha, thằng bắn. Ui xổ ôi, ui rồi thằng chúng độc rồi các bạn ơi. Thằng đã chúng độc rồi. Mày cút ra. Cút ra, trời ơi, không biết là có thiệt mạng không mà thằng bắn từ lễ đến giờ chúng. Ôi, xong rồi, ok. À, thì ra là tên imposter cũng tiêu diệt luôn cả tên zombie đấy. Ấy già, wow, nó không bị ngã xuống cái hố kia kìa các bạn rồi. Ôi dồi ôi, hai con imposter này bây giờ không biết phải làm thế nào. Ôi dồi ôi, con này cũng thuộc dạng phe xấu này, đúng rồi. Hai con này thuộc dạng phe xấu, bị mấy cái tên đá ra khỏi tàu vũ trụ. Thế nào xuống ngay cái ngôi nhà của ta. Ôi các bạn nhìn này, hai tên này quánh nhau luôn này. Hay lắm, ok, wow. Vỗ tay. Như vậy là chỉ còn một tên sát nhân thôi. Rồi, một tên sát nhân thì hắn sẽ cố gắng tiêu diệt mới được. Nhưng mà thằng đang bị đói rồi các bạn ơi. Thằng còn hết cả bánh mì luôn. Bây giờ thằng chẳng có cái gì để ăn này. Nhưng không sao, bên cạnh của thằng có rất là nhiều hạt lúa luôn. Tí nữa thằng sẽ ăn làm ra bánh mì. Cái quan trọng bây giờ là phải tiêu diệt cái tên imposter màu đỏ này. Ôi, bắn cung tên thì xa, mà từ nãy giờ bọn nó quánh nhau, đến được thằng bắn mũi tên thì mãi không chết luôn. Chắc bọn này phải nhiều HP lắm nè, để cho hai con này quánh nhau thì nó mới hạ gục được. Ui, hai con si tồn. Ui, không biết cái con kỳ kia mà không tránh ra thì bị con imposter nó cắn cho phát. Thôi, đói rồi các bạn, mình phải đi chế tạo bánh mì đã. Phải có thực thì mới vực được người. Đấy, bây giờ chế bánh mì. Mà thằng cũng nghĩ ra cách rồi nha. Đây, bây giờ thằng sẽ cầm cái hàng rào này, thằng nhốt con imposter vào. He he he. À, ôi, nó đuổi thằng nè. Ôi, nó đuổi thằng luôn. Ôi, nó ghét thằng rồi. Mới đầu thì nó không đuổi, bây giờ thấy chớm mặt thấy thằng bắt nó đuổi luôn. Rồi, thằng phải bẫy nó mới được. Thằng phải bẫy nó mới được. Thằng sẽ làm cái hàng rào xong rồi nhốt nó lừa như lừa mấy con gà luôn. Chỗ này không được này. Ok, nhảy qua. Không biết nó có nhảy qua cái chỗ này không. Chắc bọn này lặn đít, bọn này không nhảy qua được đâu. Em ơi, vào đây. Rồi mình sẽ xây nha một cái chuồng như kiểu là chuồng gà nha. Mình lùa con imposter này như lùa gà luôn. Mà khéo nha, nó chưa nhìn thấy thắng đâu. Nó nhìn thấy thắng là nó thắng đuổi thắng. Nhưng mà cái quả này ấy, thằng làm hơi bị liều các bạn ạ. Thằng làm là hơi bị liều luôn. Đây, thằng xây chỗ này. Bắt đầu bởi nó nhìn thấy thắng này. Đấy, ui giời ơi. Ui, quả này nó quánh thắng toi mạng luôn. Au. Nhanh. À, các bạn ơi, thắng biết rồi nha. Cái con imposter này, nó đánh thắng được một pha thôi. Xong đầu phải hồi bao nhiêu giây thì nó mới đánh lại thắng được. Yeah, thằng nó biết điểm yếu của nó rồi nha. Nhưng mà một cái phát đánh của nó rất là thấm luôn. Mất tận 6 tim máu luôn. Một nớp giả sẽ không chắn được nó đâu. Nên là nó sẽ chắn hai nớp luôn. Đây, và thật đố mình nhảy qua được đây. Mày cậy chân mày dài, người mình béo, mình đè được hàng ràng của tớ. Tuổi gì mà đè được của mình. À, cậu ơi, mình sực nhớ ra rằng. Thôi mày ở đây nha. À, không biết mày có thèm ngọc lưu ly không? Này, cho mày này. Đấy. Hay là mày thích kim cương hay mày thích vàng? Chắc là nó thích vàng, thích kim cương. Mà bọn này không thích cái gì đâu. Thôi cả đi. Mình bây giờ thằng phải làm đi cái nhiệm vụ của thằng đã. Đó là đi trở về cái hang hôm qua để thằng đào ngọc lục bảo này. Ôi giời ơi, cái hang trước mặt của thắng nè. À đúng rồi, thắng phải đào một ít sắt các bạn. Thắng phải đào thêm một ít sắt để nào, tí nữa thằng phải triệu hồi ra anh Andrew Golem bảo vệ dân làng với cả. Để cho anh Andrew Golem solo mấy cái tên imposter đấy. Để xem là imposter mạnh hơn hay là anh Andrew Golem trâu hơn.
Ôi giời ơi, sao ở dưới lề mà cũng gặp anh clip ra. Thôi quả lại, ôi kiếm của thằng đó, ôi giời ơi, không kịp lấy kiếm ra rồi các bạn ơi. Thôi xong, cút cút, thôi toang toang toang, thôi xong. Nó đã dồn thắng vào được không? Wow, 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 wow. Cậu, ôi giời ơi, quả này là nhảy cao nhất luôn các bạn này. Trời ơi, thằng nhảy một phát mất, may quá. Nhảy xuống đấy đau mất một tim còn hơn là đứng ở chỗ nó cắn cho nó lỗ cho mất 3, 4, 5, 6 tim liền. Rồi bây giờ thấy là phá cái chỗ này ra nha, tiện lấy sát sao. Úi giời ơi, thấy chưa, mày quá. Bây giờ đào chỗ này là mới sướng nè các bạn này, các bạn thấy chưa, các bạn nhìn hoa mắt chưa, vứt giờ một hơi kim cương nè, rồi đào chán kim cương thì thằng sẽ chuyển sang vàng, đào chán vàng thì thằng sẽ chuyển sang ngọc lượng bảo, quá trời là nhiều luôn. Uế, nhìn đã cả mắt luôn, nhưng mà có mỗi một lớp nhưng bằng này là cũng là nhiều rồi. Wow, bằng này các bạn phải kiếm khoảng để đi mãi xuống tầng lava các bạn mới đào được kim cương hay là lava đấy. Bằng này nói chung là sướng rồi, thằng không mơ nguyện nhiều, chỗ này phải đào đến ngày sáng ngày mai luôn các bạn ạ. 3 viên ngọc lượng bảo cạnh nhau luôn. Wow, 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 kim cương này. Bằng này chắc là mình phải tạm dừng cái clip tại đây để đào ngọc lượng bảo thôi, chứ mà đào chắc là các bạn phải xem đến ngày mai luôn ý các bạn ạ. Ok vậy nha, thì thằng sẽ kết thúc cái video ở đây để thằng đào ngọc lượng bảo, đào khoáng sản, đào hết chỗ này. Khi nào đào xong thì lại tiếp tục ra video tiếp theo để về thằng trừng trị con importer kia nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn xem cái video này của thằng và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.